Đây là mình giới thiệu anh em một mẫu trường sinh thảo nha anh em. Cây này là cây thuốc nam nha. Thằng này nó trị bá bệnh nha. Nó có thể là uống, nói chung là nó trị giải độc gan nè, mát gan các kiểu. Nói chung là thằng này nó một bài thuốc rất hay nha anh em. Phải biết nó à. Đây là những cây già nè. Đây. Nó rất cao nha. Cũng quá. Đây. Rất đẹp nha anh em. Anh em có thể trồng cho cảnh cũng được, hoặc là làm thuốc nam uống cũng được. Đây là mình đi lên núi cao mới có nha anh em. Này, cái lá nó thì rất đẹp nha. Đi núi cao mới có, phải bứng ở giữ nồi gì nha anh em. Nó mới sống nha. Còn không hơ á, là những cái cây mà các bạn uống thuốc á, uống thuốc là rũ sạch rễ nha, rũ sạch đất đi. Sau đó phơi khoảng một nắng hoặc hai nắng cũng được, sau đó vô là mình nấu nước mình uống. Rất tốt nha. Nó là bài thuốc nam anh em. Đây, đây những cây thuốc quý nè. Cái này mình để lại. Nặng quá, mang không nổi. Cả một ba lô. Đây mình hái về đây. Đi phải hết cái gập này mới xuống chỗ sân xe anh em. Trong xa. Những cây này anh em có thể trồng vô cái chậu nhỏ cũng được, rất dễ sống nha anh em. Rất là dễ sống. Tưới nước hàng ngày là ok. Ngày cho nó cai nước là được. Không chết nha anh em. Cây này đặt là cây trường sinh thảo nha anh em. Đây là bài thuốc nam quý nè, mà anh em có những chỗ anh em có đó mà anh em không biết. Anh em giẫm đạp nó. Nó rất tốt nha anh em. Đây là những cây già nha anh em. Cây già. Rất đẹp nha anh em. Cây trồng tiểu cảnh cho bonsai nhỏ cũng được. Đây là những cây già nè, đây cái thân đó đây. Cao khoảng cỡ 10 phân nha. Là những cây già. Cây này uống thuốc thì rất ok nha. Trường sinh thảo nha anh em. Đây nó mọc nè. Thằng này nó không có nhiều nha anh em. Nó không có nhiều nha. Rất ít. Rồi anh em nào cảm thấy video mình hay cho mình xin lượt like, lượt đăng ký kênh nha anh em. Bữa sau mình giới thiệu thêm những loại thuốc khác. Rồi mình xin kết thúc video nha anh em.